Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem qua một cái giao diện mới của một cái hệ điều hành rất là mới, đó là Windows 10 bản Technical Preview. Thì phiên bản này chưa phải là bản hoàn chỉnh của Windows 10, nó chỉ mới là một cái bản cho chúng ta xem trước những cái tính năng hay của phiên bản hệ điều hành Windows kế tiếp này. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem những cái đặc điểm nổi bật của Windows 10. Đầu tiên là như các bạn có thể thấy ở đây là sự trở lại của cái Start Menu. Chúng ta có nút Start ở cạnh dưới màn hình và khi bung lên thì đây là một cái Start Menu. Nó là một sự kết hợp giữa Start Menu của những Windows thế hệ trước với lại màn hình Start của Windows 8. Ở đây chúng ta có thể duyệt qua tất cả những cái ứng dụng mà chúng ta đã cài đặt trên máy, trong khi nhịch dịch sang bên phải một chút là những cái ô Lifetime rất là quen thuộc đối với người dùng Windows Phone hoặc là Windows 8. Thì với những từng cái ô này, bạn có thể tùy biến nó y hệt như bên Windows 8 là thay đổi kích thước hoặc là gỡ nó ra. Bạn cũng có thể ghim một cái app mới vào cái màn hình Start này đó, bằng cách nhấn chuột phải ở trong cái Start menu rồi ghim nó ra. Nên mình sẽ thử thay đổi kích thước cho các bạn xem y hệt như bên Windows 8 luôn, và nếu thích thì bạn cũng có thể tắt cái tính năng tự động cập nhật của Lifetime đi, rất là tiện. Nói thêm một chút về cái màn hình Start này thì ở trong Windows 10 nó được kết hợp trực tiếp với lại Start Menu. Thì như vậy những người dùng desktop với chuột và bàn phím truyền thống sẽ cảm thấy Start Menu là một thứ gì đó nó sẽ thấy cái màn hình Start nó là một thứ gì đó nó quen thuộc hơn, dễ dùng và thuận tiện hơn. Trong khi hồi Windows 8 thì với những người dùng desktop thì họ sẽ phải chuyển qua chuyển lại giữa hai cái môi trường với sự khác biệt lớn, do đó Start Menu không được đánh giá cao. Thì bây giờ mọi thứ đã thay đổi với Windows 10. Một cái đặc điểm rất là thú vị nữa đó là ứng dụng Modern bây giờ có thể chạy dưới dạng cửa sổ. Như bạn có thể thấy ở đây là một cái app Facebook Modern, mình chạy nó lên và nó tất nhiên vẫn có thể chạy song song với lại những cái phần mềm Windows truyền thống chẳng hạn như IE. Đó, bạn thấy đây là cái phần mềm Windows rất là bình thường, rất là quen thuộc với chúng ta, và đây là app Modern. Ở bên Windows 8 thì những cái app Modern này chỉ chạy trong một cái môi trường riêng, môi trường Start. Còn bây giờ tất cả mọi thứ đã được gộp chung vào một nơi, giống như kiểu của Start Menu là gộp chung những cái điểm tốt nhất của Windows 8 hòa hợp với lại những đặc điểm của Windows 7. Thì ở cái chế độ chạy song song này cũng y như vậy, tác dụng của nó cũng rất giống nhau, đó là làm cho người dùng cảm thấy thoải mái và thuận tiện hơn. Ở đây bạn với một cái cửa sổ Modern, bạn vẫn có thể thay đổi kích thước của nó y hệt như là những cái app desktop bình thường. Bạn cũng thể phóng to nó ra, thu nhỏ nó xuống thành taskbar. Cũng liên quan tới app Modern thì sẵn đây mình nói cho các bạn biết một cái tính năng mới, đó là app comment. Thì tính năng app comment này là một cái nút nhỏ nhỏ nằm ở góc trên bên phải của cái cửa sổ ứng dụng, xin lỗi các bạn, góc trên bên trái cửa sổ ứng dụng. Nếu mà các bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ có một số mục như là search, share, play, project, setting, full screen. Đây là những cái tính năng nằm ở trong thanh chạm bar hồi Windows 8, nhưng mà với những người dùng desktop bình thường thì để mở thanh chạm bar ra nó rất là phức tạp, phải rê chuột xuống cạnh phải màn hình rồi đợi thanh chạm bar bung ra rồi mới truy cập được vào những cái tính năng này. Còn bây giờ bạn chỉ cần nhấn một nút duy nhất là nó đã hiện ra. Với những bạn nào xài máy tính bảng hoặc là máy tính có màn hình cảm ứng thì cái thanh chạm bar nó sẽ thay thế cho cái nút Add Comment này. Một cái chế độ mới cũng rất là hay của Windows 10 Technical Preview đó là Task View. Đây các bạn có thể thấy một cái nút tên là Task View nằm ở cạnh dưới màn hình. Lúc mà nhấn vào thì mình sẽ thấy được những cái ảnh thu nhỏ của tất cả các app đang chạy. Nó giống như tính năng Expose bên OS X hoặc là tính năng tương tự bên Linux đã có từ lâu. Thì nhờ những cái hình ảnh thu nhỏ với kích thước lớn như thế này, bạn có thể dễ dàng chuyển giữa các app với nhau mà không có gặp vấn đề gì. Phím tắt để kích hoạt Task View đó là Internet Tab. Đây, bạn có thể nhấn Internet Tab để chuyển giữa các cái phần mềm này với nhau, hoặc là chỉ đơn giản là nhấn vào đây là xong. Nếu mà các bạn nào thường chạy đa nhiệm mở nhiều cái cửa sổ cùng lúc thì Task View rất là tiện. Ở đây là một cái tính năng cực kỳ mới, đó là Multiple Desktop. Bạn có thể thấy ở đây là một cái môi trường desktop thứ nhất, đây là cái môi trường desktop thứ hai. Bạn có thể tạo thêm nhiều cái môi trường desktop khác tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Nếu như desktop 1 thì các bạn chứa trình duyệt và những cái thông tin tham khảo, desktop 2 các bạn chứa trình Word hay là một cái trình biên tập văn bản nào đó, thì việc chuyển qua chuyển lại như vậy nó sẽ thuận tiện hơn và chúng ta cũng dễ hiểu hơn.
từ đó dẫn đến việc là năng suất làm việc của chúng ta sẽ cao hơn. Đây mình sẽ thử tạo một cái desktop mới nè. Ở trong cái môi trường desktop mới này, bạn có thể mở những cái ứng dụng riêng của nó, hoặc là bạn di chuyển những cái cửa sổ có sẵn sang một cái desktop mới, desktop 4. Rồi, giờ mình sẽ xem thử. Đây là cái môi trường desktop mới và một cái window mới của mình. Nằm kế bên nút Task View là một cái nút tìm kiếm mới. Thì cái nút ở khu vực tìm kiếm này cho phép bạn tìm mọi thứ nằm ở trong hệ thống. Ví dụ như là bạn có thể tìm những cái ứng dụng mà bạn đã cài, rồi những cái mục cài đặt liên quan tới ứng dụng đó, hoặc là mục cài đặt hệ thống. Thậm chí khu vực search mới này còn cho bạn tìm những cái ứng dụng, những cái tập tin cá nhân của bạn nữa. Nếu mà các bạn không tìm được kết quả tìm kiếm nào hết ở đây, thì giả sử như mình chọn bên Drive đây đi, thì cái ứng dụng Bing Search nó sẽ chạy lên để thực hiện việc tìm kiếm trên Internet cho các bạn xem. Tính năng kế tiếp đó là tính năng Snap. Thì tính năng Snap nó đã có từ hồi Windows 8 rồi và lên tới Windows 10 Technical Preview Microsoft cải tiến nó lên là tốt. Tính năng Snap này nó sẽ cho phép bạn chạy nhiều cái ứng dụng cùng lúc trên màn hình. Giả sử như ở đây, mình kéo cái cửa sổ qua một cạnh trái hoặc cạnh phải màn hình thì nó sẽ bung lên để chiếm một nửa màn hình, và những cái ứng dụng khác mà bạn đang chạy nó cũng sẽ xuất hiện ở ngay khu vực này luôn. Nếu như ở trong Windows 7 bạn kéo ở đây là xong, bạn phải kéo thủ công thêm một cái app nữa vào nửa bên còn lại của màn hình để nó bung ra, thì bây giờ bạn chỉ việc nhấn một cái nút là nhấn chuột một cái là xong, hai cái ứng dụng nó sẽ được bung lên như thế này. Giờ giả sử như mình mở thêm một số cái cửa sổ nữa ở bên đây, thì nếu như mà mình snap, mình thu nhỏ cái này lại, rồi nếu như mà mình snap ở đây thì tất cả những cái app đang chạy còn lại sẽ xuất hiện sẵn. Bạn chỉ việc chọn vào cái app mà bạn muốn snap là xong. Vậy là hai ứng dụng nó đã chạy kế bên nhau là tiện. Ở trong cái Windows 10 thì chúng ta còn một cái thay đổi nhỏ mà các bạn nào hay code hoặc là làm lập trình viên hệ thống hoặc là làm quản trị mạng sẽ rất là thích, đó là bạn có thể ngoài cái việc mà gõ như thế này như bình thường rồi, thì bạn có thể nhấn phải chuột một cái để dán dòng lệnh thay vì phải ngồi dịp làm lại từ đầu. Nếu như mà bạn đang coi trên Internet, bạn thấy một cái dòng lệnh nào đó là hay nhưng mà nó dài, thì thay vì phải ngồi gõ lại như những Windows bản trước, thì chúng ta cần nhấn phải chuột một cái là dòng lệnh sẽ được tát xuống cho chúng ta. Nói tóm lại thì Windows 10 Technical Preview vẫn còn là một cái bản rất là sơ khai. Những cái tính năng này chưa có thể hiện hết những điểm mới trong Windows 10 Technical Preview. Trong thời gian tới, Microsoft sẽ tiếp tục cập nhật cái phiên bản này để nó trở nên hoàn thiện hơn. Và nếu bạn nào có ý định cài thử Windows 10 Technical Preview thì mình khuyên các bạn nên cài ở trong một cái máy ảo hoặc là cài trong một phân vùng riêng, chứ đừng cập nhật hẳn trực tiếp cái hệ thống của mình, bởi vì như vậy các bạn sẽ không làm việc được. Bởi vì bản preview mà chắc chắn nó sẽ có lỗi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.